chào tất cả mọi người đã đến với Chiếu Ngoài Hiên. Sau đây là bộ truyện Tái sinh thành công chức ở một thế giới xa lạ, Chap 28. Im đi! Na chắn không khí. Ồ, đúng rồi, tôi quên mất. Đừng lo về tôi và hãy nghỉ đi. Xin thứ lỗi. Là vì cái vòng tay sao? Nó đang hút rất nhiều mana của tôi. Giữ cô ấy ngủ cũng khó nữa. Tôi đã nói là những thứ như này không có tác dụng rồi mà. Vậy thế này thì sao? Ừ, cái đó nữa. Tên khốn nạn Vibrio, cứ tấn công đi. Vibrio, giờ ngươi có nên lo cho người khác không đó? Chết đi! Phiền quá! Mấy tên danh như các người nên giữ im lặng đi. Tên khốn kia, đứng lại ngay! Thánh phạt! Thánh phạt. Người mới là kẻ nên nhận đó. Làm sao? Người thánh phạt. Người phải tránh dễ hơn chứ. Phóng kiếm. Thánh tránh thoát. Người cũng được phép nhí nhỉ. Vậy thì, ngươi có tránh được cái này không? Chúa tể, Fernando. Đây là một trong những con đường thất mũi giáo chỉnh đốn tương lai. Và thứ được mình thành chính là kết quả duy nhất. Những thứ còn lại đều bị bỏ lại. Rain Bomb. Mana vừa nãy.